quý vị và các bạn đang được theo dõi mình test cặp loa rất là nổi tiếng đến từ Japan với cặp Yamaha NS690 2 la mã. Với cấu hình của cặp loa được trang bị thùng gỗ nặng màu vàng tươi rất là đẹp và trọng lượng lên tới trên 60 kg và được trang bị 3 tuyến loa nổi tiếng của hãng Yamaha và mang lại cho chất âm như quý vị vừa thưởng thức thấy rằng tiếng bass của nó thể hiện xuống rất là sâu và rất là mềm. Đây là ưu việt của model 690 2 la mã. Là những model đàn anh của 690 trơn hoặc thậm chí kể cả so với những cặp NS1000 monitor. Với cấu hình của 1000 thì sẽ khác biệt với 690 2 la mã. Anh em thấy rằng trong với chất âm của 690 2 la mã thì nó mang lại cho tiếng bass rất là mềm và rất là sâu, trong khi NS1000 thì có thể chơi nhạc tiết tấu nhanh và mạnh như nhạc remix và đa đá cho hát karaoke, nhưng tiếng bass sẽ nông hơn NS692 rất là nhiều. Đây là điều cơ bản mà ai cũng đã từng chơi qua thì chúng ta sẽ thấy được chất âm mà nó mang lại cho người nghe ở một đẳng cấp rất cao, và đặc biệt rằng với phân khúc tầm tiền lại khá là bèo bọt cho những anh em ở phân khúc bình dân sở hữu những cặp loa tuyệt đẹp này. Mời anh em cùng quan sát chi tiết trước máy quay. Phần bên trên tôi đang phối ghép cặp loa Yamaha 690 này với con âm ni rất là nổi tiếng Marantz PM5 Esotech với công suất chạy 8 con sò xanh đen rất là nổi tiếng và được thiết kế mạch chạy Knat A. Riêng biệt khi anh em muốn nghe chế độ Knat thì chúng ta có thể bấm chế độ Knat ở đây và cái đèn Knat A nó sẽ hiển thị và nó mang lại cho chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Và đồng thời nó được trang bị luôn giải điện nháy nét cảm biến theo giai điệu của nhạc và kết hợp các chế độ được hỗ trợ bởi ví dụ như là trung âm, bass và check. Và đồng thời chúng ta thấy đặc biệt nữa, nó được trang bị 4 cái volume điều chỉnh riêng biệt cho hai kênh. Ví dụ như là giải bass của kênh bên phải, giải bass của kênh bên trái, giải check của bên phải và check của bên trái. Anh em có thể tùy chỉnh ở mức độ tuyệt đối nhất. Với chất âm của những con âm ni này, nó đã rất là nổi tiếng rồi. Và cấu hình máy của nó nhìn rất là gấu. Biến áp nguồn của nó cực khủng như anh em đang được thấy trước máy quay. Hai con tụ rất lớn và 8 sò than xanh đen nằm phía bên trong. Kết hợp với giải tản nhiệt của nó được thiết kế rất là lớn và có ống ga nằm ở chính giữa, được làm mát bằng ga. Đây là ưu việt và cũng là chế độ đặc biệt nhất của những con âm ni mà anh em thấy rằng với phân khúc tầm tiền cỏ cỏ nhưng mà chất âm và cấu hình của nó cực gấu. Và quay trở lại với cặp NS690, anh em thấy rằng tất cả thùng vách của nó được trang bị thùng gỗ nặng, nó chắc nịch y như là khúc gỗ. Kể cả phía sau lưng của nó còn rất mới và nó còn đang là thơm phức. Hoàn toàn không bị bông má hay là sơn tút bất kỳ một chút nào trên cặp loa. Anh em có thể thấy được rằng mặt đằng sau lưng của nó còn đang là tươi và nó còn rất là đẹp. Với cặp NS690 2 la mã, công suất sở hữu chỉ mới 80W. Nhưng chúng ta sẽ thấy được rằng nó được trang bị cực khủng với một bát súp 32. Tại sao nó lại thiết kế ưu việt như vậy? Hoàn toàn không ăn công suất của âm ni. Thậm chí rằng ghép một con âm ni cỏ thôi, đánh đã đủ phê rồi. Ở đây thì cặp NS690 2 la mã như anh em đang được thấy trước máy quay, nguyên được trang bị một bát súp 32 cm, sở hữu gân mút cao su. Cái màng loa của nó là màng vải giấy rất là mềm và rất là dai. Toàn thân loa là xương đúc và cái nam châm từ của nó rơi vào 16 cm, 7 màu, rất là lớn. Một trung âm, đây là quả trung đôm 16 cm, nam châm gần bằng mặt loa và một quả check đôm 10 cm. Kết hợp với một bảng tinh chỉnh cho giải check làm phía bên trên rất lớn và một tinh chỉnh cho giải trung âm. Anh em lưu ý rằng với chế độ thiết kế mạch phân tần của Yamaha nó rất là lớn và nó thiết kế theo chế độ chạy song song và hoàn toàn nó không ăn công suất của âm ni, cực nhẹ. Có nghĩa là tất cả 3 loa thì được đại diện ăn công suất của một loa theo mạch phân tần. Bởi vậy nên là chúng ta khi phối ghép âm ni thì anh em cực kỳ là nhàn. Mua con âm ni cỏ cỏ thôi, đánh cặp loa này cực phê rồi. Tất cả từng góc cạnh anh em quan sát ở cự ly gần nhất này, nó còn rất mới và cái màu sắc vàng tươi của nó tuyệt vời. Rất là đẹp khi trưng bày cho phòng khách với cặp loa ở phân khúc tiền vừa phải này. Ở ngưỡng trên 10 triệu đồng cho cặp loa, nó còn mới tới 90% như anh em đang được theo dõi trước máy quay. Và một điều đặc biệt mà chúng ta cần lưu ý rằng chất âm của nó thể hiện thì nó sẽ vượt trội hơn rất là nhiều những cặp loa còn đắt đỏ hơn nó khá là nhiều. Với tiếng bass thả xuống rất sâu như anh em đang được thưởng thức trước máy quay. Với tín hiệu tôi đang mở từ TV xuống nhưng mà anh em chỉ có thể thấy được tiếng bass của nó thả cái ình nội tai một cái, nghe nó rất là đã. Nó không bị cảm giác dồn dập và cũng không bị khô, không bị tức ngực, không bị khó chịu khi mà anh em mở lớn.
Khi mà nhỏ với những cặp loa mà sở hữu bass nó đánh xuống sâu như NS690 25 mã thì nó mang lại cho người nghe một cái chất âm rất là tuyệt vời, mà nhất là khi những anh em vừa nghe nhạc, uống nước và vừa tiếp khách hay là vừa nói chuyện thì vẫn được thưởng thức chất âm của cặp loa này, mang lại cho người nghe một đẳng cấp rất là cao. Phân khúc tầm tiền vừa phải với ngưỡng trên 10 triệu đồng. Anh em quan tâm đăng ký kênh ủng hộ cũng như là theo dõi kênh và chia sẻ cho kênh của mình với kênh Facebook cũng như là YouTube của mình, và mình cũng rất là mong sự quan tâm ủng hộ của anh em audio trên toàn quốc. Và những anh em nào có thể quan tâm và chốt được món nào có thể can theo số điện thoại trên Facebook cũng như là kênh YouTube của mình đã ghim sẵn, và với mức tầm tiền vừa phải thì tôi sẽ ưu đãi cho những anh em nào mau lẹ và nhiệt tình nhất với những cấu hình của cặp loa rất là gấu, có trọng lượng trên 60 kg này, bass súp 32, và uy lực của nó thì anh em khỏi bàn, nhưng giá tiền của nó lại cực kỳ là bèo bọt. Bây giờ mời anh em lại cùng thưởng thức tiếp một chút nhạc nữa với cặp loa còn mới tới 90 trên 90% này và đang còn thơm phức mùi đến từ Japan.